Xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ quay video cho cả nhà một ô đất ở thôn Hương Ngọc, Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ô đất của chúng ta ở chỗ kia, cái sơn chữ màu đỏ đấy. Diện tích là 99m², mặt tiền 5m. Đây là trục chính của thôn Hương Ngọc. Đấy. Và như mọi người nhìn thấy ở kia có một cái quán kìa. Cái quán đấy, quán tạp hóa đấy chính là cổng của thôn Hương Ngọc. Cả nhà nhé. Và đây là nhà văn hóa này. Đấy, đây là nhà văn hóa nhá. Ô đất này rất là gần nhà văn hóa, là trục chính, đường hai xe tải tránh nhau. Đấy, giá rất là hợp lý, hơn 900 một xíu thôi. Đây, đây nhà văn hóa này. Đấy, đất thì ở đây. Ở đây thì rất là gần Vĩnh Yên, gần chợ Tam Lộng. Đi mất khoảng 6 phút là đi ra Vĩnh Yên cả nhà nhá. Là đến chợ Tam Lộng. Mất 5 phút thì đi ra trường cấp 1, cấp 2, trường mầm non của xã Hương Sơn. Đấy, đây là trục chính thôn. Rất là đẹp, chỉ hơn 900 triệu rồi. Đấy, giờ chúng ta sẽ đến ô đất nhé. Mọi người xem video nhớ đăng ký kênh và nhớ gọi điện cho mình để đi xem đất nhé. 0835 416 888. Đó. Đây. Đất của chúng thế đất bằng phẳng. Đây. Đấy, đất đấy. Và kia là quán tạp hóa. Tại cả quán tạp hóa là cổng thôn, cổng làng của thôn Hương Ngọc. Ô đất này rất đẹp. Đường đang chuẩn bị trải nhựa. Đây là vừa làm cống rãnh này. Khi nào cống rãnh xong sẽ trải nhựa thì đường to lắm. Nhưng mà trải nhựa lên thì đường to lắm. Đường hai xe tải giống nhau. Cái chỗ này. Đấy. Đất này, đất không lỗi tí nào luôn. Vị trí rất là đẹp. Cả nhà mua đất lấy điện cho mình nhá. Đấy. 0835416888. Ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc mình có rất nhiều ô khác nữa. Đấy, giá từ 300 trở lên cũng có. Mọi người mua liên hệ cho mình nhá. Đấy.